Đây là motor 3 pha, công suất 3kW, 4 ngựa, 6 cực điện. Tốc độ vòng quay từ 900 tới 1000 vòng trên phút. Chúng ta sẽ tiến hành đấu điện cho động cơ. Ampe điện mức khi đấu tam giác là 12,8 ampe, khi đấu sao là 7,4 ampe. Chúng ta sẽ đấu điện cho động cơ chạy chế độ sao. Bây giờ chúng ta sẽ cấp điện cho động cơ. Động cơ chạy rất êm. Ampe chia tải của động cơ khi đấu sao là 4,5 ampe. Như vậy là vận hành bình thường.